doanh nhân kiến quốc trước tận tâm tạo nên đẳng cấp. Nếu được lựa chọn giữa tiền bạc và hạnh phúc thì bạn sẽ lựa chọn cái nào? Khoan hãy trả lời mình nha. Mình sẽ nói cho bạn nghe cái này. Các bạn có thấy rất là ngộ không? Tại sao ở trên đời này chúng ta lại bị đẩy vào cái thế là phải lựa chọn, một lựa chọn, hai lựa chọn, riết rồi nó ăn sâu trong cái cách sống của chúng ta luôn. Mình ví dụ nha, lựa chọn giữa công việc và gia đình, giữa tự do và kỷ luật, giữa hy sinh và yêu thương bản thân, truyền thống và đổi mới, an toàn hay là mạo hiểm, chê hay là khen. Mà mấy bạn có biết cái câu trả lời thật của mấy cái câu hỏi này là gì không? Là phải có một chút này, một chút nọ và cân bằng hai thứ. Chứ làm gì có chuyện là lựa chọn thiên hẳn về một phía đâu. Ví dụ như là lo đi làm quá thì bỏ bê gia đình, đúng không nào? Mà còn lo gia đình quá thì làm gì có tiền để sống. Tự do quá thì dẫn đến hỗn loạn trong xã hội. Còn kỷ luật quá thì giống như là sống trong tù vậy đó. Hy sinh cho người khác quá nhiều thì bị đánh mất bản thân của mình, bị người khác lợi dụng. Còn yêu bản thân quá nhiều thì sẽ trở nên ích kỷ hơn. Chê không á thì làm người khác nhục chí. Còn khen không á thì làm sao một cá nhân hay là một cộng đồng nào đó nhận ra những cái điểm chưa tốt để mà phát triển hơn. Nên cái câu trả lời ở đây không phải là lựa chọn màu trắng hay là màu đen, hay là cái màu giữa ở cái màu xám nào đó. Thêm một cái mà mấy bạn có thể là áp dụng tùy vào cái hoàn cảnh và cái thời điểm nữa, mà cái sự lựa chọn của bạn có thể là nghiêng về một phía hơn một chút ha. Ví dụ khi là các bạn còn trẻ, các bạn mới ra trường thì các bạn có thể là tập trung kiếm tiền một chút. Còn khi mà các bạn đã có gia đình rồi thì dành thời gian nhiều hơn cho gia đình. Nhưng mà kể cả hai cái hoàn cảnh này thì bạn cũng cần phải cân bằng giữa hai thứ, đó là làm việc và nghỉ ngơi ha, chứ không phải là thiên hẳn về một phía đâu nhé. Bây giờ thì chúng ta nghĩ rộng ra hơn chút ha. Có nhiều người hay hỏi mình là đọc sách gì hay là học như thế nào để mà tư duy được như vậy. Có một thứ mình rất là nghiện, đó là nghiện đọc, nghiện nghe và nghiện nghe những người thành công nói những cái câu chuyện, đặc biệt là người thầy của mình. Những cái người thành công á, thì người ta đã thành công hơn mình tỷ lần rồi, thì chắc chắn họ sẽ có rất là nhiều bí kíp. Cho nên là mình phải nghe để mà mở mang kiến thức hơn chứ. Ủa rồi cái này liên quan gì tới cái việc là lựa chọn? Bình tĩnh nào. Mình thấy như là bạn bị một cái là những cái người nổi tiếng á, người ta bị một cái chút nào đó thì bạn quay sang bạn nghĩ người ta xấu rồi bạn anti người ta luôn. Trừ những cái người mà làm những cái chuyện phi đạo đức thì mình không có nói làm gì ha. Quay trở lại với cái việc lựa chọn, tại sao bản thân của chúng ta lại nghĩ tới cái việc là lựa chọn cái này, ghét cái kia, rồi thần tượng cái nọ? Đối với bản thân của My thì My chỉ cần lựa chọn những cái điểm tốt từ họ và học hỏi từ họ, từ những cái người thành công thôi. Chứ đâu có nhất thiết là chúng ta cần phải yêu lấy họ như yêu người yêu đâu, đúng không nè? Và nếu như người ta có bị một chút đời tư đi chăng nữa thì cũng đâu có nghĩa là mấy cái thành công của người ta là xạo đâu. Thực ra thì con người thì không có ai hoàn hảo hết trơn á, như là bản thân của My đi cũng vậy ha. Và các bạn cũng vậy thôi. Cái kiểu tư duy trắng đen này nó tồn tại trong cái việc là so sánh hơn thua. Nghĩa là người này phải hơn người kia, người này phải thắng người kia, tôi là tôi phải thắng bạn, bạn phải thua. Ví dụ như là chơi là phải thắng đó, kiểu là như vậy đó. Ví dụ chơi chơi thôi nha. Yêu bản thân á thì mình mới thấy là hai chị em của họ đều là cực phẩm, nhưng mà cộng đồng mạng lại thích là so sánh là ai đẹp hơn. Ủa sao mà kỳ quá vậy? Hoặc là những cái người khi mà họ đi làm kinh doanh á, họ đều phải nghĩ là họ phải hơn đối thủ thì họ mới thành công được. Phải có kẻ thắng, phải có người thua. Thực tế thì hai bên hoàn toàn có thể là hợp tác với nhau, cả hai có thể là thắng, win-win solution. Mà khi mà hai bên hợp tác với nhau á, thì hai cái não gộp lại thì nó sẽ tạo ra nhiều giá trị theo con số là cấp số nhân luôn. Mà có một cái hay á, là khi mà mình suy nghĩ theo cái hướng này thì tự nhiên mình cảm thấy là cái cuộc sống đỡ phải căng thẳng hơn, đỡ phải lựa chọn một cách vô lý, thì từ đó chúng ta cũng sẽ có những quyết định cân bằng hơn cho cái cuộc sống của mình. Sau video này bạn đã có câu trả lời cho mình chưa? Và nếu như mà chỗ nào đó mà bạn chưa hoàn thiện và bạn chưa biết cách làm như thế nào thì bạn có thể là liên hệ với mình nhé. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.